sẽ bắt đầu trong ít phút nữa. Xin kính mời các anh chị và các bạn nhà sản xuất nhanh chóng ổn định vị trí với kết nối mạng ổn định và đeo tai nghe để có trải nghiệm tốt nhất từ chương trình. Và quý vị lưu ý là chúng ta hãy tắt mic để tham gia chương trình một cách hoàn hảo nhất. Xin chân thành cảm ơn. Và ngay bây giờ không làm mất nhiều thời gian hơn nữa, sự kiện Synopsis Game Party 2021 Empower the Future xin được phép bắt đầu. Xin đồng ai chào đón toàn thể 400 nhân viên Synopsis đã đến tham dự sự kiện Synopsis in front 2021 Empower the Future ngày hôm nay. Và tôi MC Vinh Quang sẽ là bạn đồng hành của quý vị xuyên suốt sự kiện quan trọng này. Kính thưa quý vị, khi mà sự kiện in front 2021 diễn ra, có nghĩa là một năm 2021 đã chính thức khép lại. Và kể từ năm 2021 là một năm nhiều biến động và thăng trầm. Chúng ta đã có một đợt giãn cách toàn quốc kéo dài vài tháng liền, làm đảo lại mọi sinh hoạt cũng như là thời gian làm việc. Và bên cạnh đó thì ở ngoài kia vẫn có nhiều mảnh đời không được may mắn vượt qua trong đại dịch Covid-19. Nhưng các bạn Synopsis ơi, đối mặt với những khó khăn, thử thách, các bạn vẫn không gục ngã và tiến bước về phía trước. Dường như những khó khăn ấy, thử thách ấy chỉ làm cho từng thành viên của Synopsis mạnh mẽ hơn, can đảm hơn để vượt qua gió bão, đúng không ạ? Và bên quan trọng tin rằng trong một tập thể, sức mạnh của sự đồng lòng, sức mạnh của một mục tiêu chung và sự lan tỏa sức mạnh của mỗi cá nhân tạo thành sức mạnh tập thể to lớn. Đó cũng chính là thông điệp được gửi gắm từ đầu chương trình ngày hôm nay, đó chính là Empower the Future. Ladies and gentlemen, I'm Vinh Quang. I'm very honored to have to be master ceremony for this year. 2021 is not an easy year for us. And there's so many challenges we have gone throughout the year. We have overcome all and move forward. Và không làm mất nhiều thời gian hơn nữa, trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời ông Amit Khaluja, Vice President Engineering, Executive Sponsor of Vietnam, sẽ có đôi lời phát biểu của quý vị. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Amit Khaluja, Vice President Engineering, Executive Sponsor of Vietnam. We'll send all of you a speech right now. Please welcome. Thank you so much, and Xin chào quý. I would like to thank you all for having me as a part of the celebration. Tiếp tục sau đó, tạo quá nhiều sự dễ thương. Còn bây giờ thì Vinh Quang xin mời các bạn đến với phần tiếp theo, đó chính là quà tặng. Như đã hứa thì ngày hôm nay chương trình ngoài những tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc thì chúng ta còn có quà tặng mang về nữa. Và chúng ta có tận 69 giải thưởng. Bên cạnh đó chúng ta có hai trò chơi game để nhận quà. Các bạn đừng bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi mini game đầu tiên được mang tên là khởi động năng lượng. Và tỷ lệ tham gia như sau, các bạn nghe kỹ nha. Họ và tên và ứng dụng cái bút sẽ chia ngẫu nhiên các bạn vào 5 đội màu khác nhau như là màu xanh lá, xanh dương, đỏ và tím. Thì qua sẽ được phép các bài cách tham gia như sau. Bước 1, bấm vào đường link cam bút do ban tổ chức cung cấp hoặc là quét mã QR code trên màn hình. Thứ hai, nhập mã pin. Và thứ ba là đặt tên, nickname, cú pháp, mã số lớp hero, ship gặp, họ và tên. Ứng dụng cam bút sẽ tự động chia ngẫu nhiên các bạn vào 5 đội, 5 màu tương ứng đó là màu xanh lá, xanh dương, đỏ và tím. Và tôi qua xin được phép đọc mã số pin đó chính là 4916986. Xin được phép đọc lại số mã pin đó chính là 4916986.